Giang dính như Sam, tình cảm đi chợ cùng Nhã Phương ở Mỹ. Không ít người hâm mộ đã bắt đầu trông ngóng và háo hức mong chờ cái kết hạnh phúc dành cho chuyện tình cảm Trường Giang và Nhã Phương. Sau khi công khai nói lời yêu Nhã Phương trước công chúng cách đây chưa lâu, Trường Giang không còn e dè trong việc thể hiện tình cảm với bạn gái. Cặp đôi ngày càng dính như Sam và quấn quýt không rời khiến người hâm mộ phát hờn. Hiện tại, Trường Giang và Nhã Phương đang có mặt tại Mỹ trong chuyến lưu diễn đầu năm 2017 của mình. Một số hình ảnh tình tứ của cặp đôi ở xứ sở cờ hoa vừa được ông xã nữ ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân. Loạt ảnh đã khiến nhiều người hâm mộ. Chàng hề xứ quảng phát hơn khi anh dính như Sam và không ngừng ôm ấp bạn gái. Trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vào dịp đầu năm 2017, Trường Giang, Nhã Phương đã có những khoảnh khắc đáng nhớ ở xứ sở cờ hoa. Cặp đôi luôn quấn quýt bên nhau không rời, khiến nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả vui mừng chúc phúc cho họ. Có thể thấy trong bất kỳ khung hình nào chụp cùng nhau, Trường Giang luôn thể hiện tình cảm dành cho Nhã Phương. Nam diễn viên hài không ngừng ngại ôm ấp hay tựa đầu vào vai bạn gái. Cặp đôi còn trao những ánh mắt đầy tình cảm khiến người hâm mộ nức lòng và háo hức mong chờ cái kết hạnh phúc dành cho cả hai nghệ sĩ. Mười Khó còn dành thời gian cùng người yêu đi chợ tại Mỹ. Vì rất yêu chiều bạn gái, nam danh hài không ngừng hỏi han người yêu thích ăn món khoai tím như thế nào để anh trổ tài nấu nướng. Hay trong hậu trường show diễn, cặp đôi vẫn dính như Sam và không rời nhau nửa bước. Cặp đôi diễn viên đã cùng nhau lên đường sang Mỹ lưu diễn cách đây vài ngày. Dù nảy sinh tình cảm từ bộ phim điện ảnh 49 ngày, nhưng Trường Giang, Nhã Phương không lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò. Trải qua không ít sóng gió, Trường Giang đã chính thức nói lời yêu Nhã Phương trên sóng truyền hình vào cuối năm 2016. Từ đó, cả hai ngày càng gắn bó trong cả đời thường lẫn công việc và không ngừng ngại bày tỏ tình cảm với nhau trước công chúng. Ly hôn rồi, nửa kia của Sao Việt mới dám gạt sĩ diện tố chồng ngoại tình. Chuyện ngoại tình hẳn không xa lạ trong showbiz Việt, nhưng đáng chú ý nhất là khi chuẩn bị tan đàn xẻ nghé thì người trong cuộc mới mạnh miệng tố nửa kia ngoại tình. Kim Hiền ly hôn sau 2 tháng đám cưới vì chồng ngoại tình. Vụ ly hôn giữa sao Kim Hiền và DJ Hoàng Phong có thể nói là gây sốc nhất trong làng giải trí sau 6 năm yêu nhau và có một cậu con trai. Cặp đôi mới chính thức làm lễ cưới ở nhà thờ vào ngày 21 tháng 1, 2010. Trong ngày trọng đại, Kim Hiền xúc động đến mức không ngăn được những dòng nước mắt chảy dài trên má. Vậy mà chỉ hơn 2 tháng sau đám cưới, đầu tháng 4, 2010, Kim Hiền buồn bã công bố thông tin vợ chồng cô đã chia tay vì tận mắt bắt gặp anh tình tứ bên một người con gái khác đúng vào ngày kỷ niệm tình yêu. Kim Hiền ngay lập tức đã dứt khoát đặt dấu chấm hết cho tất cả, dù cõi lòng tan nát. Đối với cô, người đàn ông công khai ngoại tình, vốn thiếu lòng tự trọng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau thời gian lẻ bóng đi về một mình chăm sóc con trai Sonic, Kim Hiền đã tìm được bến đỗ mới bên chàng Việt Kiều Mỹ. Hiện tại cô đang sống hạnh phúc bên nhung lụa, cùng chồng và hai con ở trời Tây. Vợ cũ Lam Trường tố nam ca sĩ ngoại tình dối trá. Trước khi kết hôn cùng Yến Phương, Lam Trường đã có cuộc hôn nhân đẹp như mơ cùng Ý An vào năm 2004. Lam Trường từng chia sẻ rằng, bạn có tin không, chúng tôi lập gia đình chỉ sau những cuộc gặp mặt không quá 10 lần. Chúng tôi chỉ yêu nhau bằng tin nhắn và điện thoại. Cuộc hôn nhân của họ nổi bão cuối năm 2009. Lam Trường không thường xuyên sang Mỹ thăm vợ con. Trên Facebook của bà xã Ý An, liên tục có những lời nói ám chỉ về sự lục đục trong gia đình. Và khi những hình ảnh thân mật của anh hai với người mẫu Tuyết Ngọc bị lan truyền trên mạng, thì tin đồn về sự rạn nứt thực sự càng khiến dư luận quan tâm. Ý An đã không ngần ngại lên blog cá nhân kể tội Lam Trường khi cô đọc được bài báo nói về việc anh qua Mỹ thăm con với những lời lẽ đầy bức xúc. Với những ẩn ý rằng, sao Lam Trường có thể vô tư nói về chuyện qua Mỹ thăm con một năm vài lần ít ỏi và chia tay là vì chồng có người mới, vì chồng ngoại tình. Cùng với đó, những tấm ảnh ôm eo thân thiết của một cô gái với Lam Trường bị truyền thông mổ xẻ, càng khiến người ta có nghi ngờ nam ca sĩ nổi tiếng bội bạc. Trước mũi dùi dư luận hướng về mình, Lam Trường giữ im lặng. Về phía nữ diễn viên Tuyết Ngọc lại lên báo thanh minh, nhưng vẫn dành những lời nói tốt đẹp cho chàng ca sĩ. Càng nói chuyện, tôi càng hiểu thêm từng ngóc ngách cuộc đời anh. Lam Trường là người rất cô đơn, đi làm cũng một mình, đi chơi cũng một mình. Hầu như anh không có mối quan hệ nào ngoài công việc, chỉ tập trung vào công việc mà thôi.
biết đâu sau này tôi yêu anh ấy thì sao? Có những người chưa bao giờ biết yêu nhau nhưng vô tình gặp nhau. Có những người biết trước đây rất ghét nhau nhưng sau đó vẫn nên duyên vợ chồng. Không ai biết trước cuộc đời sau thế nào. Những lời chia sẻ này của Tuyết Ngọc chẳng khác nào ngấm ngầm thừa nhận chuyện tình cảm giữa cô và Lam Trường. Một thời gian dài, Lam Trường lặng lẽ hoạt động âm nhạc trong nước và từ chối mỗi lần hỏi về vợ con. Anh cũng không còn xuất hiện bên Tuyết Ngọc để tránh va vào mọi lời đàm tiếu. Hiện tại, nam ca sĩ chuẩn bị đón chào đứa con đầu đời với bà xã Yến Phương. Anh cũng cố gắng bù đắp tình cảm cho cậu con trai Tiêu Kiến Văn sau nhiều năm xa cách. Khi thi Liên Vũ, Tố Ngô Thanh Vân là kẻ thứ ba chia rẽ cô và Johnny Chí Nguyễn. Trước khi trở thành ngôi sao của dòng phim hành động ở Việt Nam, Johnny Chí Nguyễn đã kết hôn cùng cô vợ xinh đẹp Kathleen Linh Vũ vào năm 2000 ở Mỹ. Cả hai là một cặp đẹp đôi và luôn dành nhiều lời khen ngợi người bạn đời của mình trước công chúng. 4 năm sau ngày cưới, Kathleen sinh được hai bé gái khấu khỉnh xinh xắn. Sau kết hôn, họ cùng trở về Việt Nam với hy vọng mảnh đất ấy sẽ làm rạng danh tên tuổi của chồng, sẽ mà ước mơ về phim ảnh của Johnny Chí Nguyễn có cơ hội thành hiện thực. Cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu bấp bênh khi Johnny Chí Nguyễn đóng cặp cùng Ngô Thanh Vân trong Dòng Máu Anh Hùng. Những tin đồn giữa Johnny và đả nữ Ngô Thanh Vân xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Thời gian trôi qua, thái độ lạnh lùng của chồng cộng thêm sự xuất hiện ngày càng dày đặc của Johnny Chí Nguyễn và Ngô Thanh Vân chính là những vết dao đầu tiên cứa vào cuộc hôn nhân tưởng như sẽ hạnh phúc mãi mãi này. Sau những đấu tranh, giành giữ thì vợ chồng Kathleen Linh Vũ và Johnny Chí Nguyễn vẫn chia tay. Kathleen nuôi hai con, còn Johnny Chí Nguyễn vẫn tay trong tay, sánh đôi với Ngô Thanh Vân trong hầu hết các sự kiện. Trong suốt một thời gian dài, đả nữ và người tình tin đồn đều im lặng và từ chối nói về mối quan hệ trên mức tình bạn của hai người. Tuy nhiên, cách giải quyết đó cũng đã không ngăn nổi làn sóng chỉ trích của công chúng dành cho Ngô Thanh Vân. Tuy vậy, thời gian trôi qua, cô và Chí Nguyễn không còn song hành bên nhau. Kathy, vợ cũ của Chí Nguyễn cũng bận rộn với sự nghiệp riêng của mình. Vợ Huy Khánh nổi đóa với Kim Tuyến. Anh chàng đào hoa Huy Khánh khiến không ít mỹ nhân của showbiz Việt phải lao đao. Nếu chẳng may có dính vào lưới tình của anh, nam diễn viên điển trai bất ngờ kết hôn cùng Hoàng Anh, lớn hơn anh 10 tuổi và đã có hai con gái. Chuyện tình của cả hai đã tốn không ít giấy mật của báo chí vào thời điểm đó. Tuy nhiên, mối tình của Huy Khánh không tồn tại được bao lâu khi những hình ảnh vai, má kề má của Huy Khánh và Kim Tuyến xuất hiện trên mạng, khiến dư luận lắc đầu về thói trăng hoa của chàng diễn viên. Ngay sau đó, Hoàng Anh, vợ Huy Khánh thẳng thắn kết tội Kim Tuyến là người thứ ba, phá tan cuộc hôn nhân đang tốt đẹp của họ. Phản ứng lại, Kim Tuyến phủ nhận tin đồn và cho biết, thời điểm cô và Huy Khánh quen biết, cả hai đều đã có gia đình. Cô không hề yêu đương gì Huy Khánh và mọi người đã đổ oan cho cô trong vụ ồn ào này. Huy Khánh khôn ngoan khi im lặng trước mọi sóng gió. Chỉ có Hoàng Anh là người liên tục chăm chọc, khích bác chồng cũ và người tình trên mặt báo hoặc trang cá nhân. Cuộc chia tay nào cũng có sự nuối tiếc. Nhưng riêng trong trường hợp của Huy Khánh và Hoàng Anh thì nó chỉ khiến dư luận thêm ồn mã như chính thời điểm hai người kết hôn. Cũng sau nghi án ngoại tình này, Huy Khánh tập trung vào công việc, Kim Tuyến mãi chăm sóc con gái và không nhắc đến nhau, còn vợ cũ Hoàng Anh đã cùng các con chuyển sang nước ngoài sinh sống. Vợ Lâm Vinh Hải đau đớn tố chồng bội bạc. Vào tháng 8 năm 2016, vợ chồng Lâm Vinh Hải gây tiếc nuối cho không ít người khi công khai chuyện chia tay của hai người sau 11 năm trời từ Thanh Mai Trúc Mã. Một trong những điều khiến người khác nể phục nhất chính là cách chia tay rất văn minh của vợ Lâm Vinh Hải. Sau tất cả, cô vẫn chúc anh hạnh phúc. Trong những chia sẻ này, vợ Lâm Vinh Hải không nói rõ lý do dẫn đến gia đình tan vỡ. Cô chỉ nói chung chung về việc không còn hợp nhau nữa. Nhưng về mặt công việc, cô vẫn là người quản lý cho anh. Sau thông tin ly dị cùng vợ, thời gian gần đây, Lâm Vinh Hải vướng nghi án đang yêu người mẫu Linh Chi. Mới đây nhất, Lâm Vinh Hải và Linh Chi còn không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông và dọn về ở chung nhà tại quận 7. Rạng sáng ngày 19 tháng 2, 2017, không ít người đã rất bất ngờ với tâm thư của Lý Phương Châu, vợ cũ Lâm Vinh Hải. Vạch mặt nam vũ công đã ngoại tình với Linh Chi từ trước khi hai người ly hôn. Cô cảm thấy sự thay đổi đến mức không thể nhận ra của Lâm Vinh Hải, nhưng vẫn nói rằng cô đang rất ổn. Chỉ là sốc khi đọc được thông tin mà mình không biết gì cả, thất vọng vì một con người đã biết, tin tưởng và hết lòng 11 năm qua, để rồi chỉ kịp nhìn ra người đó đã thay đổi đến mức mình không nhận ra cách đây vài tiếng, Phương Châu viết.
Cô khẳng định có đầy đủ bằng chứng cho thấy Linh Chi và chồng cũ của mình có quan hệ tình cảm trước khi cả hai ly hôn. Phương Châu trải lòng, những gì Hải và Chi nói hoàn toàn không phải sự thật. Châu có đầy đủ bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Chi và Hải bắt đầu khi Châu và Hải vẫn là vợ chồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc Châu và Hải ly hôn. Cho đến lúc này, Hải vẫn chưa làm tròn trách nhiệm cho gia đình và một người cha như anh ấy nói. Về hình ảnh Linh Chi và Lâm Vinh Hải bị bắt gặp hẹn hò, thì theo Phương Châu, đây là một sự sắp xếp để dẫn dắt dư luận. Cô cũng khẳng định sẽ không còn quản lý cho chồng cũ nữa, mà thực hiện nốt hợp đồng cho đến tháng 2. Bản thân Phương Châu phải nói ra những điều này vì không thể nhẫn nhịn được nữa khi phát hiện thời gian qua mình đã bị lợi dụng.